thấy là em cũng là một người khá là cá tính, năng động, có cá tính kèm theo cái tính thông minh. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Xin kính chào quý vị khán giả. Mình tên là Vương Trần Minh, năm nay 33 tuổi, ở phường 2 thành phố Sóc Trăng. Mình đang quản lý một nhà sách. Giọng trầm đặc biệt quá ha. Rồi chào bạn nữ, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Quyên, quê ở Nghệ An và hiện tại em đang là giảng viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Vậy dạ người vâng. Hậu Giang. Người Nghệ An. Không, làm việc ở Hậu Giang. Làm việc thì tại Hậu Giang, người nhưng thì... mà quê thì Nghệ ở An. Nghệ An. Nhưng mà mình xuống dưới làm việc ở dưới Hậu Giang bao lâu rồi? Em vào đây là được 9 năm. Hậu Giang sát bên Sóc Trăng. Em bước ba bước qua tới. Đúng rồi, bước một bước qua Sóc Trăng thôi. Bạn gái, bạn có ngại ngùng gì vùng miền không? Em thì em không có ngại về vùng miền anh ơi. Nhưng mà khi em vào đây công tác thì có vẻ như người ta cũng rất là sợ khi phải đi xa xôi về đến ngoài đấy để cưới vợ ạ. Bạn có ngại điều gì không? Em cũng không có đặt nặng về vấn đề vùng miền. Có nghĩa là không có việc vùng miền thì em có khả năng thích nghi với điều đó. Khi mà tình yêu đủ lớn thì chẳng có gì là xa xôi hết á. Mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình. Điểm mạnh của bạn là gì? Em cũng biết hát, cũng hay hát hò. Thì đến với chương trình đương nhiên phải có một cái món quà tặng cho chương trình đúng không? Dạ. Em xin được hát bài Ai Vô Xứ Nghệ ạ. Vâng. Ai đi ra nơi đây xin chân dừng xứ nghệ, nghe câu hò vị dặm càng lắng lại càng sâu, như sông Lam chảy chậm đầm bao thương vui sông. Ai ơi ca xứ Nghệ càng mặn lại càng giòn, nước chè xanh xứ Nghệ càng chát lại càng ngon. Tính xứ Nghệ không mau nhưng bén rồi mà sâu lắm, quen xứ Nghệ quen lâu càng tình sâu nghĩa nặng. Dạ em xin hết ạ. Bạn nam cảm nhận giọng hát của bạn nữ như thế nào? Giọng hát các truyền cảm chị. Nghe cái câu hò ví dặm thân thương làm sao ấy. Bạn trai đối đáp là một bài miền Tây đi. Trời ơi, giọng ấm hay là hát hay lắm á. Thật sự em không có cái năng khiếu mà ca hát. Nhưng mà em cũng có chuẩn bị. Xin phép là em phải nhìn thấy em mới ca. Rồi. Ở dưới Sóc Trăng có bài hát nổi tiếng đó bạn. Sóc Sờ Bay Sóc Trăng thì em không thuộc được ạ. Em thì cái bài hát mà Yêu Em của Lê Hữu Hà em rất là thích. Rồi. Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta không tin ở trời. Rồi xong bỏ qua. Khó quá, bỏ sao qua. Để bạn nữ nói cảm nhận nè. Tưởng ơi. Sao nghe hát mặt căng quá vậy em? Em đang cố gắng để em cảm nhận cái hay trong cái giọng hát đúng của rồi. Anh ấy ạ. Dạ, và em cảm nhận được gì? Và em thấy anh ấy đã có sự cố gắng hết sức. Chị Tường vẫn đang thắc mắc một điều. Lý do tại sao bạn lại ế? Chắc có lẽ là do em cũng khá kén chọn. Muốn có một người đàn ông vừa là người đàn ông của xã hội nhưng mà là người đàn ông của gia đình. Chắc có lẽ là hội tụ quá nhiều yếu tố cho nên là tìm khó. Mình hội đủ điều kiện mà người đàn ông xã hội thì có. Và cộng kèm theo luôn là trách nhiệm với gia đình cao hơn so với đàn ông xã hội. Em nói một chút về kinh nghiệm tình trường của em. Ngành nghề của em thì tiếp xúc giáo viên rất là nhiều. Thì cũng gặp một cô bạn cũng là giáo viên, quen nhau cũng được khoảng 3 năm. Rồi sau thời gian cô bạn nói tính không học tuổi như thế nào đó, anh ta cũng có gì đó. Cho nên người ta nói mình không phù hợp. Bạn đã thật sự muốn lập gia đình chưa? Hiện tại thì em rất muốn ạ. Bạn muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Năng động, có cá tính kèm theo cái tính thông minh để hỗ trợ cho mình sau có lập nghiệp riêng. Em thấy là em cũng là một người khá là cá tính. Trong công việc hay là trong cuộc sống thì em luôn muốn là mình là một người phụ nữ phải biết làm mới cuộc sống cho mình. Em cũng rất là ngưỡng mộ chị Tường. Về cá tính của chị. Cảm ơn chị. Cá tính lắm em. Dạ. Dạ. Anh Linh ơi, nhưng mà em cũng rất là ngưỡng mộ anh ạ. Khen vậy được chưa? Vừa lòng chưa?
Em thì em cũng hơi hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, bởi vì cũng là cô giáo dạy bên văn học. Rất là thích một cái tác phẩm nổi tiếng của thế giới, đấy là Cuốn Theo Chiều Gió đấy ạ. Là rất là thích cái nhân vật Red trong cái bộ phim đấy. Red Butler, chị cũng mê lắm. Vâng, anh đấy rất là đáng yêu, vừa là tài ba thông minh mà lại là một con người yêu, mà chắc lẽ là chỉ dùng cái từ là tuyệt vời thôi chị. Một chút xíu nữa ngôn tình là mở màn lên mà gặp ảnh, nếu ưng ý là phải nói những câu ngôn tình cho anh về đôi của mình. Không biết là em có đủ khả năng không chị? Được, chị thấy em dư khả năng. Có cái điểm nào em không thích ở người phụ nữ không? Có điểm nào em không thích ở người đàn ông không? Gia trưởng, tính toán, chi ly, keo kiệt, ki bo với phụ nữ. Có vậy không? Dạ, gia trưởng thì em không có. Chị Ly, em là lĩnh vực kinh doanh thì phải có điều tính, chi tính trong đó. Ăn cho buông so. Ăn cho buông so. Cái nào là cái nấy. Và cái tính keo kiệt em không có. Dân miền Tây không ai keo kiệt hết em ơi. Phải không? Mà bạn gái này thích ngôn tình, anh có lãng mạn không? Em cũng hơi lãng mạn tí. Thì sau khi làm việc cầm xe Honda chạy xuống biển Bạc Liêu ngắm biển mặt trời mọc, mặt trời lặn. Bạn nữ bên đây á, rất là chín chắn, cá tính và bản lĩnh. Thế bạn đã chuẩn bị những gì để mà thuyết phục cô ấy về làm vợ mình chưa? Về cái bao ni lông nữa hả? Sẵn rồi đó. Hồi nãy như câu hát của bạn đó thì có cái chè đắng thì chè xanh xứ Nghệ. Chè xanh xứ Nghệ. Thì hôm nay em có cái đặc sản này hòa chung với cái bát chè đắng đó sẽ nó là dung hòa trở lại. Uống trà xứ Nghệ, ăn bánh bía Sóc Trăng cũng được, cũng hợp lý. Hợp lý. Đến qua xem mặt đàn gái coi làm sao. Dạ. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, gái xứ Nghệ. Dạ. Xinh quá. Xinh không? Cảm ơn anh. Đồng tiền dễ thương quá. Rồi anh khen vậy em cười hoài mất. Em làm dâu miền Tây được không? Cái này em thấy nó cũng hơi khó đấy ạ. Bởi vì là cái món ăn mà khi em nấu anh, hai cô ở trong phòng, cô mà có người yêu miền Bắc ăn thì khen ngon thế, mà cô có người yêu miền Nam lật xề đi bảo mày nấu món gì mà thấy ghê. Vậy là tại em, anh hiểu rồi. Em ở Hậu Giang rất lâu rồi. Dạ. Em cũng phải tập nấu một vài món nào đó thuộc miền Tây Nam Bộ, ví dụ canh chua, cá kho tộ chẳng hạn. Cá kho tộ thì em được, nhưng mà cái món canh chua em nêm hoài nó không ra, bởi vì là em không mạnh tay để cho đường vào. Miền Tây là phải đường. Tập em cứ về em nấu miếng lương hoài ăn sao nổi. Dạ. Miếng lương này ăn ngon lắm. Dạ. Như về Sóc Trăng có em, mình cái phải tính lo. Hả? Dạ vâng. Rồi, mình không thích cái gì ở người đàn ông? Hút thuốc, nhậu nhẹt quá nhiều, tìm chồng nhưng mà là mình tìm cha cho con của mình. Cho nên một cái người chồng của mình cũng phải là một cái người mà sau này để biết mà dạy và yêu thương con và nghĩ mọi thứ cho con của mình. Nãy em không nói cái này để chị hỏi. Cái đó bạn yên tâm bạn ơi, mình không hút thuốc, cũng tùy theo đối tượng khách hàng mà mình ngoại giao, mình có cũng biết chừng mực. Nói chung uống chút chút mà không có ghiền. Uống là biết đường về là được ạ. Được. Mỗi năm về quê mấy lần? Dạ Tết năm nào em cũng về. Tết hôm nay về với anh này nha. Dạ em hy vọng là như Tết đem bánh bía về thăm Nghệ An, xong Nghệ An đem cho mình hỏi bạn về bằng tàu quả hay là bằng máy bay à? Dạ, hỏi chi cái này để em biết. Hồi đó giờ em chưa đi tàu quả, muốn đi tàu hỏa tháp tùng của bạn này về Nghệ An. À muốn đi tàu hỏa hả? Dạ. Xin xịt xin xịt là có nhiều thời gian tâm sự lắm cũng thôi. Được. Nói chung á là bằng mọi phương tiện mình phải về Nghệ An bạn nhé. Nghệ An đẹp lắm. Nhà gái có đi theo ai mà hỏi thêm ý kiến vài người nữa? Dạ em đi với các chị đồng nghiệp. Dạ, chào bạn Quỳnh Liên và bạn Cát Tường. Dạ Quỳnh Liên, xin chào chị. Chị thấy anh bên đó như thế nào? Thấy được đó Quyền. Cào gáo lớn. Cũng mong hai bạn hẹn hò với nhau để tìm hiểu nhau coi dài hay ngắn. Ủa cái gì dài hay ngắn chị? Cái thời gian quen nhau dài hay ngắn? Bây giờ quyết tâm nha, bằng mọi giá mình chinh phục. Dài hay ngắn cũng cố gắng. Mạnh dạn lên. Anh bên đây cũng dễ thương hiền lành lắm. Nào gặp gỡ đi. Em chào anh. Chào bạn. Ồ anh này cao ghê nha. Bánh bia mình cũng có một món quà để tặng bạn là anh Tình Sóc Trăng. Dạ em cảm ơn anh. Em gái biết bánh bía Sóc Trăng không? Dạ biết ạ. Ngon không? Dạ ngon. Đặc sản Sóc Trăng đó. Dạ vâng em biết. Anh nói giùm ảnh thôi. Anh cảm nhận như thế nào về lần đầu tiên gặp em? Anh thấy em thì rất là xinh. Nãy giờ anh nhận xét cái giọng nói ra, anh cũng suy đoán được là một người cũng rất là cá tính. Còn em như thế nào? Em thấy anh là một người khá là chững chạc. Thứ hai nữa là cái kinh doanh của anh ở đây thì nó lại liên quan đến bên giáo dục. Cho nên là em nghĩ anh cũng là một người đàn ông của gia đình. Nếu mốt em dạy khỏi mua sách, mượn sách nhà sách. Trong nhà sách mình rất là nhiều về cái tiểu thuyết ngôn tình. Chuyện ngôn tình nào hay nhất nói một câu nghe nó đã lâu tai. Cái ngôn tình đó em không có nghiên cứu nhiều anh.
Bắt đầu mai về học nha. Rồi chúng ta nói về tương lai đi. Bây giờ anh có gì trong tay để có thể lo toan cho cái gia đình của mình chưa? Cái đó thì mình có khả năng mua được nhà. Nhưng mà hiện tại thì mình muốn phát triển kinh doanh về đầu tư cho mình riêng. Thì hiện tại mình chưa đầu tư vào nhà cửa. Mình cũng là tự lập từ bé, cũng nấu ăn được. Hồi nãy là bạn nói là nấu những món ăn của người miền Tây không được, thì cái đó thì mình sẽ hỗ trợ cho bạn. Vậy là anh cũng giống em thì cũng khá là tự lập. Bây giờ mỗi người dành cho nhau một câu ngôn tình xuất phát tận trái tim của mình, xem giây phút này mình đã có rung động gì chưa. Chỉ lần đầu gặp anh ngỡ như đã quen từ lâu, chỉ lần đầu gặp anh ước mong được gần anh mãi. Quá đã, nó ngọt như là dòng sông Hậu vậy đó bạn. Thì em thì chắc dở về cái này, cho nên là chỉ thuyết phục về tấm lòng của người miền Tây. Thì mình chỉ mong bạn sẽ về miền Tây với mình và cố định với ở miền Tây. Em nghĩ là cả anh và cả em, chúng ta cho nhau cơ hội để chúng ta có thể tìm và hiểu nhau hơn. Vậy là mình bấm nút với em. Hả? Tay vào nút nha. Người miền Tây thật thà lắm bạn nữ à. Không có bề ngoài nhiều lắm, nhưng mà trong tận sâu thẳm trong lòng á, họ rất là chân chất thật tình. Có sao nói vậy người ơi ha. Anh này coi được đó, Nghệ An, Sóc Trăng, coi có kết duyên được hay không. 1 2. Muốn vợ lắm. 3. Không sớm quá vậy. Hả? Lo không? Bạn lo không? Cũng đang lo lắng. Hãy nắm tay để cảm nhận Nghệ An thế nào đi. Xứng đôi, xứng đôi. Cảm nhận như thế nào em? Anh ấy nhìn thấy anh ấy đang run. Hình như là tim anh cũng đập thình thịch. Hãy giữ lấy những gì mình đang có. Đừng để đánh mất tất cả những gì mình chưa có. Sao anh không hiểu gì vậy? Anh nói lộn. Đây, những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Rồi, đưa bạn gái đi xem phim thôi bạn. Là một người suy nghĩ rất là lạc quan, hơi rụt rè trước đám đông. Bạn gái của em là cần cũng không có nên là xe xô đua đòi gì hết. Cặp đôi đầu tiên chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ đã đồng ý hẹn hò và cầu mong những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với họ trong một ngày gần nhất, quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi bạn. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Dạ, thì em là Diệp ạ. Và em đến từ Đồng Nai. Năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên IT của Viễn thông Đồng Nai ạ. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên đó. Em tên là Trần Đức Hiếu, năm nay em 29 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Long Khánh, Đồng Nai. Em... Đồng Nai luôn. Dạ. Công việc hiện tại của em đang là nhân viên thiết kế cổng kỹ thuật, làm bên bóc ví nữ thời trang đó chị. Thiết kế luôn hả? Ô vậy là rất hợp với IT rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ, mối tình gần đây nhất của em là 1 năm rưỡi. Dạ, bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một cái cuộc tình mới chưa bạn? Dạ, em chuẩn bị sẵn sàng. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 1 năm chị. Ý bạn gái sao? Em gia đình thì cũng có dục, nhưng mà trong thời gian 1 năm thì được ạ. 1 năm là được ha. Dạ. Điểm mạnh của bạn là gì? Em là một người suy nghĩ rất là lạc quan, suy nghĩ tích cực trong cuộc sống ạ. Tốt. Có cái nỗi buồn gì ạ thì em cũng suy nghĩ nó theo hướng tích cực lên. Em là một người biết nấu ăn. Dạ. Điểm yếu của mình? Điểm yếu của em là hơi rụt rè trước đám đông. Không, thấy nãy giờ rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Chị thấy em rất là xinh. Em có bao nhiêu mối tình rồi?
Em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 1 năm rưỡi ạ. 1 năm rưỡi? Dạ. Và tại sao 1 năm rưỡi nay là không ai đeo đuổi mình hả? Thì cũng có nhưng mà chắc là chưa hợp ạ. Mình có dạ. Kén chọn quá không? Mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì cao từ 1m68 trở lên. Dạ, về cân nặng thì từ 58 trở lên, 58kg trở lên ạ. Bên kia cao được nhiêu vậy anh? Dạ 61. Gì? 1m61. Cân nặng nhiêu? Chắc cũng cỡ 40 mấy. Ủa là cái anh đó anh không trả lời được hay sao vậy mà anh Huyền Linh phải trả lời thế vậy? Anh rung quá anh ngồi im ru, tôi thế tôi đàn trai được không? Alo 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 bạn ơi. Dạ dạ em nghe chị. Trả lời bạn gái đi. Dạ đúng y như là anh Linh nói chị. Rồi dạ. Sao chịu không? Sao chịu vậy? Chịu trội chịu gì à? Dạ để em suy nghĩ lại ạ. Có tại em cũng ham mê sắc đẹp. Em cũng hơi thấp á. Dạ em được 1m52 à. 1m52 ta 1m53 được rồi. Yêu cầu chỉ tới 1m68, 1m70 chứ vậy. Hả? Tại em muốn sau này con em được cao á anh. Em cũng ví dụ giờ mà người ta 1m55 mà người ta yêu em nhiều lắm em chịu không? Dạ để em suy nghĩ thêm ạ. Suy nghĩ thêm hoài. Bây giờ rốt cục là mét bao nhiêu? Sao mới 1m62 giờ xuống 1m55 rồi? Bắt buộc em phải 1m62 trở lên hả? Không ạ. Phải 1m68 trở lên ạ. Hèn chi ế. Giờ bạn trai bên đó muốn bạn gái như thế nào? Người bạn gái là cao khoảng 1m50 thì đến 1m55 thôi chị. Thấy chưa? Ta khiêm tốn chưa? Thì bạn gái của em là cần là biết nấu ăn chị. Cũng không có nên là xe xua đua đòi gì hết. Bạn ghét nhất điều gì ở người bạn gái? Dạ ghét nhất là đòi hỏi chiều cao. Dạ bạn gái là đừng nên ăn chơi đua đòi vậy chị. Rồi không nên lèo lẹt quá. Bạn có tật xấu gì không? Hay nóng tính chị ơi. Tại vì đôi lúc là lâu lâu là em hơi bị ấy ấy xíu. Khiên khiên. Sao này căng rồi nha. Ấy ấy là sao em? Có nghĩa là trong công việc á là mình muốn cho nó thoải mái chị. Thì mình đùa giỡn rồi mình chúng mình pha trò á chị. Hay giỡn chút xíu đó. Còn bình thường là em là người không có bị về não cái gì. Cái gì vậy? Bị cái gì? Em là người bình thường 100%. Ủa vậy là mình bình thường là nó không có bình thường hả? Dạ em chào chị. Đứng lên coi cao mét nhiêu. Không em. Mình ngồi đó thấp mình chịu. Thì sao giờ muốn vợ không? Cứ ngồi đó cho anh bản lĩnh đàn ông đâu. Đừng có đứng lên. Muốn vợ hay không? Đó phải là cái tội. Đúng không em? Dạ anh Linh nói thì nói nhưng mà em phải có cái lập trường riêng của em nữa. Là vậy em đứng lên. Đó thấy chưa? Vỗ tay đó. Vậy mới có vợ được chứ đúng không? Cũng đâu có lùn đâu, cũng vừa vặn mà. Thịt bò chắc rồi vậy được rồi. Thích đất 10 cái đi. Dạ cái đó thì em thua chị. Sao vậy? Có. Tại vì sáng nay em đi xe đi. Thích đất 10 cái không nổi là sao làm gì ăn gì được trời. Làm tiếp đi đó, nghe lời chị làm tiếp đi. Thích đất 10 cái hả chị? Cảm ơn. Đây nè, đi đâu nữa? Khỏi khi đâu. Đây hả chị? Ừ. Đếm đi quý vị. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xui. Được, nó nghe nè. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ có đó chị. Tổ chức đủ chưa? Dạ đủ. Về ở đâu? Dạ thì ban đầu á thì mình về ở với ba mẹ trước. Ừ. Rồi sau đó là mình ổn định xong rồi bắt đầu ở riêng chị. Khỏe lắm em ơi. Được á em. Em thích những người đàn ông mạnh mẽ. Đúng rồi. Dạ. Em chào anh. Chào em. Dạ. Xinh không? Quá xinh. Làm dâu được không? Dạ, vấn đề làm dâu thì đó không phải là vấn đề khó khăn ạ. Em thích điều đó. Em muốn người chồng của mình phải chăm sóc mình như thế nào? Trong công việc thì em không nói nhưng khi về gia đình á thì công việc vứt hết đi, quan tâm và chăm sóc gia đình thôi ạ. Sao anh? Được, anh thấy ổn đấy. Mình giao lưu với người thân để xem họ cảm nhận thế nào về đối phương của mình đi kia ha. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bạn thân của em. Mời bạn thân. Dạ chào anh Huyền Linh với lại chị Cát Tường. Bạn em là người như thế nào? Dạ anh thấy bạn cũng chín chắn, làm trong công việc thì cũng rất là thông minh. Anh thấy bạn gái làm sao? Dạ thấy bạn gái rất là xinh xắn dễ thương, một bên là thiết kế một bên là IT, là anh thấy là rất là hợp rồi. Em thì sao? Dạ em đi với ba em cùng dạy trò với em ạ. Rồi dạ. Em chào anh chị Diệp. Em thì chị giống như là tiếp của người phụ nữ gia đình. Tính chị thì khá là thẳng thắn. Anh mà về sau mà muốn đi sánh đôi mà lâu dài với chị em á
thì em nghĩ là anh nên khi mà đã nói ra cái gì thì phải lập luận chặt chẽ, tại vì chị em có thể phản bác rất là nhanh. Không, anh này anh chính kiến, tại vì kêu hít đất là anh hít mà. Nếu mà thường xuyên tập thể dục, tại chị em cũng thích tập thể dục lắm, được nữa thì đẩy mạnh về bên ngoại hình chút xíu nữa. Rồi đó, bạn em nhận xét. Chăm sóc bản thân xíu nữa. Em có phải là người đàn ông có gia đình không? Dạ, cũng có anh. Nếu mà có vợ thì em sẽ chăm lo cho gia đình nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Em biết làm việc nhà nữa. Để tôi hỏi bạn gái một câu nữa, tôi cho kéo màn lên nè. Có chịu hùng tiền mua nhà không? Dạ, cái đó em nghĩ là nên ạ, nên như vậy ạ. Có ý tưởng hùng là được rồi. Kéo màn lên đi. Tóm lại là công việc, gia đình, công việc nào mà trụ cột là người đàn ông phải lo là chính. Đúng rồi. Người phụ nữ góp được cái gì góp không có bằng tinh thần cũng được. Chính xác. Đơn giản như vậy thôi. Thôi chúng ta kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Phải tốn tiền cho con uống sữa nhiều nhiều cho nó cao nha. Em chào anh. Cảm ơn quà tặng. Em cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp em thì anh cảm nhận em là một người như thế nào? Em là một người hiện đại, dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Em có cảm nhận như thế nào về anh? Dạ, em thấy anh 98 ạ. Hồi nãy giờ em đòi hỏi là cao 1m68, anh là mới có 1m65 mà. Đó là em đưa ra cái hình mẫu của mình thôi ạ. Ngoại hình thế này là ok rồi ạ. Dạ. Đâu đứng lên xoay vòng cho bạn nữ coi đi. Dạ. Rồi, bạn này dễ dạy lắm. Được chưa chị? Được. Cuối tuần anh hay tự xách xe chạy đi vòng vòng chơi, ví dụ đi biển. Dạ. Hoặc là đi phượt gì với bạn bè. Em cũng thích đi biển mà lâu rồi em chưa có dịp để đi. Vậy cuối tuần này mình đi đi. Dạ. Anh là quê ở Long Khánh, Đồng Nai luôn ạ. Anh ở Long Khánh, Đồng Nai. Dạ, em thì quê em ở Nghệ An. Em hiện tại đang làm việc, sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì nếu mà sau này mình có xác định đi xa hơn á, thì anh, một người ở Long Khánh, một người ở Biên Hòa, thì anh suy nghĩ như thế nào ạ? Không sao, em có đó gần mà, đâu sao đâu. Dạ. Anh gần đi, quá đi tới đi lui được mà. Dạ. Hay là mình bất chấp hết, mình bấm nút đi em. Sao bất chấp hết? Dạ. Tình cảm vô trừ cái nút ra. Nếu mà sau chương trình này, tại vì chúng ta cũng đã có một cái duyên. Dạ. Thì anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Anh sẽ tìm hiểu. Dạ. Và sẽ cùng em sắm bước trên con đường sau này. Dạ. Bạn gái? Thì em nghĩ khi đã lên đây thì thứ nhất là đã cho mình một cơ hội rồi, thì sẽ cho thêm người khác một cơ hội nữa để có thể là làm bạn, sau này có thể là tiến xa hơn. Dạ. Đã hết thời gian tìm hiểu, bây giờ là tới thời gian quyết định. Bấm nút sau 3 tiếng đếm. 2 3 Rồi, chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau. Nắm tay nhau cách đi hai em. Hãy trải hết lòng mình đi các bạn. Chúng ta sẽ có thời gian đi xem phim, trò chuyện với nhau. Chúc hai bạn sẽ có một điều gì đó sớm sớm báo tin chúng tôi nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, trọn gói là 15 triệu đồng tại tất cả các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn đồng ý kết hôn. Dạ, em xin cảm ơn chương trình. Mối tình duy nhất nhưng mà mối tình đó cũng là mối tình đầu của em, kết hôn với mối tình đầu. Là anh chị em đều đã có gia đình. Cái đầu em thấy mẹ thương vậy đó, rồi em thấy vậy cho nên em nhận lời kết hôn. Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi à, không biết hôm nay bà Mai có mát tay không quý vị nhé. Dạ Tường xin chào anh ạ. Chào chị Cát Tường ạ. Dạ anh ơi, nãy giờ mình bị che mặt nạ là như vậy là mình cảm thấy trong người như thế nào anh? Cũng nó hơi hồi hộp. Hơi hồi hộp ha. Không biết là cô bạn gái hôm nay sẽ trò chuyện với mình là ai đúng không nè? Đúng rồi. Rồi bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái của anh vào nha. Vâng. Rồi mời bạn. Anh ơi, mình tháo mặt nạ ra được rồi đó anh ơi. Dạ, chào anh. Rồi, chào chị. Dạ. Bây giờ chúng ta đã ngồi cách nhau có một cửa trái tim thôi ha. Một lát nữa cánh cửa này sẽ được mở ra. Chúng ta sẽ trực tiếp trò chuyện với nhau. Nhưng bây giờ thì qua trái tim này, hai anh chị hãy tự giới thiệu về bản thân của mình.
chị gái giới thiệu trước đi ạ. Em xin chào chị Cát Tường và chào anh bạn kia. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thiền, em sinh năm 1979. Dạ, quê gốc em ở Trà Vinh. Nhưng mà năm 2001, cha mẹ em về Bình Phước lập nghiệp. Mà hiện tại em đang sống ở đâu, làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là thợ may. Thợ may? Dạ. À, mình may cho công ty xí nghiệp hay là mình may cho tiệm may ở nhà? Dạ, ngày trước thì em may ở tiệm. Nhưng sau này cái đồ em xin vô công ty em làm. Là hiện giờ may cho công ty. Mình đang sống với ai? Dạ, hiện tại thì em sống một mình. Dạ, mời anh. Anh đã nghe lý lịch của Thuyền rồi đó. Chào chị Cát Tường, chào chương trình. Mình tên Nguyễn Đức Thương, quê quán ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Mình năm nay 48 tuổi, hiện đang sống một mình. Công việc là cũng làm nông, ruộng vườn rồi chăn nuôi. Trồng lúa đó anh? Trồng lúa chị. Ở đâu anh? Ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Rồi bây giờ là anh ở ngoài Ninh Hòa, Khánh Hòa luôn? Đúng rồi. Vô đây tham gia chương trình thôi? Đúng rồi chị. Anh vô hồi nào? Vô hồi sáng sớm. Wow, anh vô sáng sớm để tham gia chương trình thôi. Ruộng bự không anh? Mấy mẫu anh? Cũng không nhiều. Cây gì anh? Trái gì? Bưởi chị, nuôi gà. Chịu theo chồng xa ra Khánh Hòa, Nha Trang không? Dạ. Mình đi mấy quê hương rồi đúng không? Bây giờ thêm một quê nữa có gì đâu. Đi không? Dạ. Ăn thua là anh có bảo bọc được cho mình, anh kiếm được việc làm cho mình hay không? Em nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là tính em hiền, yeah. Sống chân thật và ít nói nhưng mà sống tình cảm. Điểm yếu của em là em sợ độ cao. Ủa anh có ở đâu trên cao không? Ở đồng bằng. Có tưởng đâu có lên núi lên đồi gì không? Ủa sợ độ cao, còn gì nữa không em? Với em sợ những cái con mà côn trùng giống như rắn rồi đó. Em sợ những con đó. Trời ơi, trong mấy cái vườn cây, vườn đồ á, nhiều khi có rắn á. Dạ, em rất là sợ. Không, làm vườn được không? Trồng cây, trồng bưởi đồ. Nam làm hay nữ không làm? Em về đó em vẫn may được ha. Rồi phụ thêm là hay trồng bưởi đồ ha. Rồi trồng lúa trồng đồ. Kinh tế ổn định á. Rồi, hiền lắm, dạ không à. Còn anh thì sao? Mình thì điểm mạnh thì mình biết nấu ăn. Rồi quán xíu còn việc nhà, rồi dọn việc nhà cửa. Rồi chung là việc gì mình làm cũng được. Điện, rồi nước, rồi bất cứ công việc gì, thợ hộ, thợ mộc gì mình làm được hết. Dạ. Tại hồi giờ sống mình á, thành việc gì làm cũng được. Không ngại khó khăn. Dạ. Còn điểm yếu? Điểm yếu thì hay buồn. Biết chơi các môn thể thao. Môn gì? Cầu lông, tennis. Tình trường của em sao? Tôi có một mối tình duy nhất, nhưng mà mối tình đó cũng là mối tình đầu của em. Kết hôn với mối tình đầu. Có kết hôn rồi. Dạ, nhưng mà em đã ly dị. Có cháu nào chưa? Dạ, chưa. Kết hôn được bao lâu em? Dạ, em kết hôn là mai. Cái đầu em thấy là cha mẹ em thì mất hết rồi, mà anh chị em đều đã có gia đình, mà em cũng biết gia đình đó, nhưng mà anh thì hoàn toàn em không biết. Cái đầu em thấy mẹ thương vậy đó, rồi em thấy vậy cho nên em nhận lời kết hôn. Em cưới nhau là trong vòng 2 tháng là em chia tay. 2 tháng là chia tay? Dạ. Là lý do tại vì là em phát hiện là ảnh có người thứ ba. Có người thứ ba, cái đó là không được rồi. Dạ. Cho nên là em thấy không phù hợp với tính em, cho nên em tự nguyện rút lui. Chia tay được bao lâu rồi em? Dạ, em chia tay cách đây là 4 năm. Hên là cũng chưa có con cái, chứ không là lại tội con cái nữa. Mai mối là một chuyện mình phải tìm hiểu nữa, đó là do em không tìm hiểu đó. Dạ. Đúng không? Còn dạ. Anh thì sao ạ? Mình đã có gia đình lần nào chưa? Tình trường mình thì cũng lập gia đình một lần. Dạ. Rồi cũng ly hôn đây hơn 5 năm. Mình có một bé gái này học lớp 2 thì ở với mẹ. Dạ. Anh muốn người phụ nữ phù hợp với anh là người phụ nữ như thế nào? Hiền, rồi chung thủy. Sống đừng có gì cái vật chất quá. Vì cái người vợ trước mình bị ly hôn đó là sống về thiên về vật chất nhiều. Cô này anh yên tâm đi, hiền, rất là hiền, chung thủy, chắc chắn chung thủy. Tại vì cái nỗi đau của cổ là bị người chồng kia là lăng nhăng phản bội. Nhưng mà ví dụ bây giờ cổ theo anh về tới Nha Trang thì anh nghĩ là anh có để cho cổ đi làm ở ngoài hay là tìm hỗ trợ cổ tìm công việc cho cổ được không? Chắc vợ thì có hai vợ chồng ở và nó đến với nhau thì ở nhà chợ đi búa giúp rồi để mình có thêm cái thời gian mình làm thêm công việc. Vợ thích đi may thì vợ may hoặc là nhận đồ về nhà may. Đó là thoải mái thôi, thoải mái. Thích ở nhà làm vườn, hai chồng sáng tối có nhau thì cũng làm rồi ở trong nhà, muốn đi may rồi cũng được. Em thích một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Em thích là một người bạn đời, là
hiền, chân thật, sống tình cảm và biết quan tâm, chia sẻ và sống có trách nhiệm với nhau. Nhưng gọi em không thích người bạn nam là cái tính gia trưởng rồi với là lăng nhăng như hung dữ. Em có tật xấu gì không? Em thì nếu những người mà quen biết em á, nhận xét á, thì nói á, là em ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm. Có những bạn mà nói đùa á, nói là sao nhiều lúc á, tôi tìm cái khuyết điểm của bà sao tôi khó quá. Thì em cười thôi, em nói ai không có khuyết điểm chưa lòi ra đó. Chưa lòi ra đó. Khuyết điểm của bà hiện tại lòi ra tôi thấy là bà hiền quá. Tật xấu của anh là gì? Không thấy có cái gì xấu. Vậy cái cặp đôi hoàn hảo quá. À. Sáng nhiều lúc mà lười thì cũng đúng. Lâu rồi cũng lười giặt đồ. Cái đó không sao. Mình ăn thì lười rửa chén, dùng hết son chén ra rồi mới rửa. Ăn luôn, đập chén luôn. Bây giờ anh hãy đoán đi. Người bạn gái ngồi trước mặt anh là cô gái nào trong ba cô gái này? Lựa đi, đoán đi, ảnh là ai? Ủa anh, hôm nay anh đi tham gia chương trình với ai? Đi với người bạn cũng ngồi quê nhưng mà sống ở Sài Gòn. Ồ, ở Nha Trang luôn hả? Dạ, chào chị. Chị thấy hợp không? Nhưng mà bạn nó không chị dòm chị thấy ổn không? Mình vẫn để em đang lo cô này có chịu đi Nha Trang không nè. Được hả? Sướng lắm hả? Nhà bự lắm hả? Biệt thự sân vườn nha. Được chưa anh? Tìm ra chưa? Trong này hiền nhất chứ người này. Người này phải không? Em chọn ai? Em chọn người này. Người này? Dạ. Bây giờ thì các bạn hãy thử kiểm tra xem là mình đã chọn đúng hay không nha. Mời cả hai bạn cùng kiểm tra xem ai là người đã đúng và ai là người đã sai nha. Ai sai là bị phạt nha. Thì bên này sai vậy? Dạ. Sai giờ phạt gì vậy em? Phạt gì em? Phạt gì giờ em? Thôi bây giờ trước khi phạt mình tặng quà trước đi nè. Đó, để cho người ta hình phạt giảm nhẹ xuống chút xíu. Cứ gặp gỡ hôm nay anh có món quà tặng em. Dạ em xin cảm ơn anh. Chào ha, cô gái này cũng cao ghê ha. Tặng quà trái tim luôn đi. Hôm nay em cũng xin tặng anh một món quà. Dạ. Tặng quà thì tặng quà, bị phạt vẫn bị phạt anh à. Bây giờ anh hãy biểu diễn một tiết mục văn nghệ, ca hát nhảy múa tặng cho cô gái ấy. Hát bản chị có tường. Không, mấy người ở dưới quê là vừa hát vừa nhảy mới được. Dạ đúng rồi. Anh sẽ là dòng sông, đời em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, đời em là máy bay. Em sẽ là nắng mai, đời em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là sáo diều vi vu, đời em là tình yêu bồng cháy. Anh đã cho em mùa xuân này. Trời ơi, giọng hát xuất sắc, cười khoái chí rồi. Về chỗ đi cô, từ từ tôi chưa gả đâu. Bây giờ chương trình mình là chương trình hẹn ăn trưa. Các tôi sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn của chương trình và chúng ta sẽ có thời gian trò chuyện nó gần gũi hơn, ấm cúng hơn một chút xíu nữa nha. Xin mời. Rồi, mời hai anh chị sẽ thưởng thức món mì Ý nha. Làm sao thuyết phục cổ đi về quê nha. Dạ. Rồi, anh cố gắng lên. Dạ, em xin mời anh. Anh ăn ở quê đó, thì hai đứa cái khoảng cách hơi xa đó. Thì em có ngày cái chuyện như sao? Em thì cũng thích đi đây đi đó. Dạ. Không, em cứ nói thoải mái tự nhiên, chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà tính em ít nói lắm. Dạ. Nhưng mà mình phải chia sẻ ra để cái mình hiểu nhau, để mình để sau chương trình này mình có cái cơ hội để mình tìm hiểu. Ngoài đó anh cũng sống một mình. Em nãy nói là... Dạ, hiện tại em cũng sống một mình. Ba mẹ? Dạ, ba mẹ em đã mất lâu rồi. Hiện tại thì có ba anh em, nhưng mà ai cũng có gia đình hết rồi, mỗi người có cái riêng tư hết rồi. Dạ. Thì giờ còn có anh sống mình thì đó, mình như em thì
không ngại cái khoảng cách xa xôi thì sau chương trình này mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Cuộc sống thì ở quê nó hơi buồn, nhưng mà chắc hồi trước đây em cũng sinh ra quê hả? Dạ, em thì cũng là một cô gái quê. Em cũng sinh ra thì cũng là con nhà lao động, cho nên em thì bản thân em thì cũng rất thích lao động, chứ không thích ở nhà ở không. Thì ngoài đó thì chung những việc nặng thì anh làm, còn em thì nó ở nhà thì chợ bút rồi phụ anh những cái việc để cho anh có thêm thời gian làm vườn ruộng hoặc là làm thêm ngoài đó mình sống xích để có kinh tế gia đình. Còn cái hạnh phúc là cả cái việc gì mình cũng vượt qua được hết. Em dùng tí đi. Em cái gì chia sẻ với anh nói nha, để nói tự nhiên. Hôm nay gặp em khớp quá, rung quá, không biết nói gì hết á. Đang rung mà cũng cố gắng nói để hiểu. Dạ. Ừ. Vậy, này anh. Dạ. Em dùng. Trời ơi, nhiều quá, không có tôi làm sao mà trò chuyện với nhau được. Cái gì mà ngồi không, cái tay cũng cầm cái đĩa ăn, có một bộ rung nữa, làm sao mà trò chuyện được. Bây giờ cái gu của em sao nè, để chị khai thác giùm cho nè. Em thích sao? Tôi thấy cái gu cô là có vẻ là màu tím nha, hơi miền quê nha. À đúng không? Thích có hơi lãng mạn, thơ mộng phải không? Hơi xinh xến xíu đúng không? Thích vậy không? Nếu mà khô khan cọc gần quá thì em chắc cũng không thích đâu. Khô khan là không thích, biết ngay mà. Đúng chưa? Dạ, em cũng thích là nhẹ nhàng. Dạ. Nhưng mà quan trọng là phải sống chân thật. Ảnh ở Nha Trang, em ở trong này thì theo như em nghĩ á, mình hẹn hò như thế nào? Em thấy cái xa quá, em cũng không biết phải như thế nào nữa. Nhưng mà chắc có thể là liên lạc với nhau qua điện thoại. Khi nào anh sắp xếp được thì anh có thể xuống đây gặp em. Hoặc là em sắp xếp được thì em cũng lên thăm gia đình anh. Trời ơi, dễ thương quá, thấy không? Người ta không nói, ta nói câu nào hay câu đó đó. Chị làm sao để tạo một cái điều kiện, tạo cái thời gian để mình có thường gặp nhau? Hoặc là không gặp thì mình trò chuyện qua điện thoại. Không, nhưng mà thí dụ bao lâu thì anh có thể thăm cổ được một lần? Xe thì chắc cũng một tháng một hai lần. Nhiều quá, anh có làm được vậy không? Chắc cố gắng được. Ồ, vậy được rồi. Tháng một hai lần được không em? Chị tưởng trong bụng chị nghĩ anh nói là 2-3 tháng một lần. Mà trong khi anh nói một tháng mà một hai lần là chị thấy ngon rồi đó. Ở nhà ngồi đó đơn chiếc lắm và công việc nhiều lắm. Mình đi để ngồi đó, đi từ chiều hôm qua là để ngồi đó, rồi tối nay chiều nay tối phải về là... Đi về là đóng cửa hết hả? Đóng cửa. Chị nghĩ bây giờ vậy nè, bây giờ mình chỉ cần rút ngắn cái thời gian tìm hiểu, nhưng mà phải tìm hiểu. Lần trước mình đã không tìm hiểu rồi, nhưng mà chị thấy nè, chỗ này ngon lành nè, cái chị bạn đi theo bóc mẻ nè. Nhà yếu quê là ngon lành, em khỏi phải lo về kinh tế, ăn uống. Rút ngắn quen tầm 6 tháng là đám cưới là được rồi, là dọn ra ngoài ở. Mình có thêm một quê hương thứ ba nữa, Nha Trang. Mai mốt thì theo như anh nghĩ trong gia đình kinh tế ai sẽ là người quản lý? Chắc người vợ đi chị. Bây giờ trên tay của Tường sẽ có những cái câu hỏi nha. Mỗi người sẽ bắt được một câu hỏi, sau đó đưa cho Tường đọc câu hỏi lên. Giống như mình chơi trắc nghiệm đó để coi hai bạn có hợp tính với nhau hay không nha. Mời anh bóc một lá bài và anh đọc cái yêu cầu đó lên cho cô gái. Nói thật lòng, cảm nhận khi nhìn thấy đối phương. Nói thật lòng, cảm nhận của em khi nhìn thấy anh ấy. Khi mà lần đầu gặp anh thì em thấy anh thì hiền, chân thật, cũng dễ mến. Trong lòng em hiện tại em có thấy chút gì xao xuyến, có thấy rung động gì không? Hay là cảm xúc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ, em cũng vui. Bây giờ em hãy bóc một câu hỏi dành cho anh. Dạ, em xin đọc câu hỏi là: bạn có quan trọng ngoại hình người yêu không? Đối với mình thì không quan trọng lắm. Mình quan trọng là cái tính tình người đó, cái cách sống của người đó. Rồi, chị xem. Nói thật lòng, điểm bạn thích nhất ở đối phương. Em trả lời trước. Dạ, là em thích bạn đối phương là hiền. Mình cũng thích bạn nữ là tính hiền. Một sự trùng khớp. Điểm bạn không thích ở đối phương. Đừng nói hiền nữa, tôi chết liền luôn. Chưa thấy cái điểm nào không thích hết. Đang tìm á? Đang cảm tình. Đang có cảm tình. Em? Dạ, em cũng chưa tìm ra được cái điểm không thích. Thấy ghê không? Thấy điểm tốt không? Điểm xấu không thấy. Tôi ngồi đây tôi thấy toàn điểm xấu không à. Mời anh. À, câu này hay nè. Bạn làm gì để yêu xa được hiệu quả? Thường xuyên quan tâm bạn nữ.
cố gắng sắp xếp cái thời gian để có thời gian đến để gặp bạn nữ để hiểu nhau nhiều hơn. Em cũng nghĩ tương tự như vậy, cả hai bên đều mà cân bằng được trong cái sự mà giờ, thời gian anh có thể xuống thăm em hoặc ngược lại em lên thăm gia đình anh. Em cũng tương tự như vậy. Trời ơi, rước về liền đi, 6 tháng thôi, không có được lâu hơn nha. Chắc 4 tháng hả chị? Bao nhiêu lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân được? Vậy đối với em, thời gian không quan trọng. Quan trọng là sự chân thật và hiểu được nhau. Bản thân anh thì sao? Anh muốn khi nào tiến tới hôn? Mình nghĩ là do cái khoảng cách xa đó, nếu mình thật lòng thì dù có nơi nào thì mình cũng phải thật lòng với nhau. Thì cái khoảng thời gian mình đến với nhau thì không cần phải nói nhiều hay ít. Cho anh thêm một cơ hội nữa để nói một điều gì đó cuối cùng với bạn gái trước khi quyết định bấm nút hay không bấm nút, anh sẽ nói gì với cô? Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy mến em. Mình cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm sau chương trình này. Mình nếu mà thực sự hiểu nhau thì khoảng thời gian mình ngắn nào thì tốt đó, để mình có được bên nhau để xây dựng cái mái ấm gia đình. Đặt tay vào nút bấm nha anh chị. Khi nào anh về lại Nha Trang? Chiều nay. Chiều nay luôn hả? Không dành thời gian đưa cổ đi ăn đi chơi hả? Chắc ăn lát rồi mình đi uống cà phê hoặc ăn gì đó chứ, rồi tại nhà để rồi đó, không ăn rồi đó. Dạ rồi. Các bạn ơi, hãy đưa ra cái quyết định của mình. Cảm giác của Tường đang rất là tốt á, không biết mọi người như thế nào nha. Bây giờ Tường chia sẻ với anh chị, bấm nút là hẹn hò với nhau nhé. Bấm nút chúng ta trở thành bạn trai bạn gái để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu như đồng ý bấm nút thì nhấn thật mạnh vào nút và giữ nguyên. Nếu không đồng ý, chúng ta có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Khoảng cách không quan trọng, bây giờ mọi người tin chưa? Thật ra trò chuyện rất là ít luôn. Nếu mà Tường không ngồi đây giúp hai anh chị này, Tường nghĩ chắc hai anh chị không nói được câu nào luôn quý vị. Nhưng mà ông biết một hồi nữa ra ngoài kia thì có nói được nhiều hay không nha. Nắm tay nhau đi anh chị. Yeah. Hãy dành tặng nhau một nụ hôn đầu tiên đi ạ. Dạ. Anh xin phép hôn anh. Trời ơi, dễ thương quá. Đẹp đôi nè chị ha. Hồi nãy em tin chị đó nha, biệt thự ở quê nha. Mai mốt em đi điều tra phải chị chịu trách nhiệm đó. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Nếu mà có tin vui thì anh chị sớm báo cho chương trình nha. Gửi tặng hai anh chị là một cái set combo cây Hàn Quốc. Đó là đồ uống cho cặp đôi tại cặp đôi hẹn ăn trưa tại nhà hàng Mr. Stick. Mời hai anh chị nha. Cảm ơn chương trình. Đâu quý vị, vui rồi ạ. Ngày hôm nay đã thành công nữa. Một cặp đôi mà Tường thấy cũng rất là xứng đôi với nhau. Và chắc chắn cũng sẽ sớm nhận được tin vui từ cặp đôi này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ trưa từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên FPT Play quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ trưa thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên FPT truyền hình IPTV quý vị nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ trưa thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên MyTV quý vị nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ thứ ba, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Mối tình sao mà kết thúc là cách đây bao lâu rồi? Cái mối gần nhất em là khoảng 3-4 năm đó. Thì vậy là 3-4 năm nay không có người yêu? Đúng rồi. Cũng đẹp trai, phong độ mà. Nhiều khi là do yêu rồi nên là không muốn yêu nữa. Nó muốn sống sọc độc thân vậy đó chị. Em cũng sợ cái hơi dữ á chị. Tại em hiền quá, em giết em. Để anh và anh coi, trời ơi quá trời luôn. Nụ cười tỏa nắng quá chừng. Làm sự những câu chuyện tình. Dạ thì trước giờ em sao? Cũng trải qua nhiều mối tình. Anh biết nhiều mà, cỡ này chắc cũng phải nhiều. 20 không? Dạ, không có đếm luôn á. Không có đếm luôn á. Không có đếm nổi luôn á. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức và mong sẽ ghép lại được thành những cặp đôi. Hôm nay sẽ hai cặp đôi thành công. Quyết chí.
Ngay bây giờ xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn hướng mắt về sân khấu để chờ đón hai nhân vật nam của chương trình ngày hôm nay. Hai chàng trai của tôi rất là ngon lành, tướng tá thì cao ráo đẹp trai, nói sơ như vậy thôi. Wow, còn chần chờ gì nữa, một tràng pháo tay cho hai bạn nữ nhà của tôi. Hai bạn nữ nhà của em cũng không thua kém gì đâu nha chị Tường ơi. Ghê ghê. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu bốn người tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Trước tiên là anh chàng, ủa em cao quá vậy, em cao mét mấy bé? Dạ em cao mét 78 chị. Mét 78 là chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Em tên gì? Dạ em chào chị Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào anh cùng chơi và hai bạn nữ bên kia cùng quý vị khán giả. Em tên là Thế Phan, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc hiện tại của em là IT System Admin cho một công ty của Pháp tại Tân Bình. Wow, vậy là cụ thể là em sẽ làm gì trong cái công việc? Dạ em là quản trị hệ thống. Quê mình là ở đâu cưng? Dạ quê em ở Sài Gòn luôn. Quê Sài Gòn luôn, nhà bạn Phan 26 tuổi. Và bây giờ cô gái ngồi ghế màu đỏ ăn mặc rất cá tính, nụ cười rất duyên dáng. Em giới thiệu về mình đi nè. Xin chào mọi người, chào hai anh chị MC, chào các bạn cùng chơi. Em tên là Huỳnh Yến Nhi, năm nay em 24 tuổi, hiện em cũng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là quản lý cửa hàng của một cái local brand. Local brand là gì, em có thể viết giúp cho anh chứ? Local brand là một cái thương hiệu mà được nhiều bạn trẻ yêu thích và cũng như là phát triển những cái style hiện tại trend bây giờ. À, những cái thời trang đó hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện tại thì chỉ có hai chị em làm việc ở thành phố thôi, còn gia đình thì em vẫn ở quê. Anh đang thắc mắc cái gu mà mang dài búp bê và mang vớ như thế này thì là thiệt sự thì cái style đi. Đó vậy tôi đó. Thiệt sự thì đây là lần đầu tiên em mặc váy. Tại vì đi làm bình thường á thì em lại mặc đồ nghiêm túc hơn, với quần dài với áo thun á. Style này là do em tự thiết kế hay là có ai đó làm stylist cho em? Dạ không, style này là em tự chọn luôn. Tự chọn. Dạ đôi dài này em vẫn thắc mắc kiểu này là kiểu gì nè? Dạ kiểu baby girl. Baby girl. Dạ. Ngoài công việc làm quản lý ra thì em còn làm công việc gì khác nữa không? Dạ em xin chia sẻ nhỏ một xíu. Em có làm trợ lý cho nhóm nhảy vào buổi tối. Trợ lý cho nhóm nhảy là cụ thể em làm gì? Tụi em có tham gia một cái hoạt động của một cái nhóm nhảy riêng cũng khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Thì buổi tối thường mấy chị sẽ có những cái buổi biểu diễn á, thì em đi theo hỗ trợ về trang phục với lại lịch trình của mấy chị. Em có nhảy không? Dạ có nhưng mà cũng ngưng lâu rồi. Hèn chi nó cũng có cái gì dính dính nghệ thuật, cái style nó cũng phong cách nó cũng lạ lạ, nó cũng ngộ ha. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Chàng trai ngồi ghế màu xanh nè, bây giờ em giới thiệu nè. Dạ, em chào chị Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt, chào hai bạn nữ và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, em nay 28 tuổi. Em là lập trình viên của một công ty truyền thông. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố. Em là ba đời ở thành phố rồi. Ba đời ở thành phố rồi. Thành phố rồi. Cụ thể công việc em là công việc như thế nào? Là mình viết ứng dụng di động á chị, mấy cái Facebook rồi nọ, em cũng chạy dạng vậy. Viết ứng dụng. Dữ vậy. Hát Facebook chị Tường được không? Em có khả năng hát không? Đó là em nổi tiếng luôn anh. Em nổi tiếng hát không? Không, em mà hát được là em nổi tiếng luôn á. Vậy hả? Nhưng mà em không làm được. Em cao mét mấy? Dạ em mét 75 chị. Thấy chưa, hai chàng trai tôi còn ngon lành không? Mét 75, mét 77. Quá dữ. Hai chàng trai đều IT hết. Hai anh IT là mình phải cố gắng đó chứ, để bữa nay mà hai chị em mình làm không tốt là về. Em về em hát Facebook Lâm Vĩ Dạ cho chị. Nổi tiếng hơn nữa đó. Em trời ơi, cô bé này cười dễ thương quá à. Em giới thiệu về mình đi. Em chào MC Cát Tường, MC Hứa Minh Đạt, hai bạn nam bên đó cũng như là mọi người ở trường quay. Em tên là Lê Tuyết Sang, năm nay là 22 tuổi. Hiện tại em làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh, cũng là quê quán của em luôn. Em hiện tại là đang làm tiệm bánh. Là cái tiệm đó là em làm chủ hoặc là em đang làm cho cái tiệm đó? Em là người làm bánh làm cho tiệm đó. Làm như là khéo tay lắm ha. Dạ đúng rồi. Làm thợ làm bánh là khéo tay. Em cũng kiểu có năng khiếu về mỹ thuật ấy, cũng tỉ mỉ và khéo tay cho nên là cũng yêu thích công việc này. Em làm bánh gì vậy cưng? Dạ bánh su Singapore. Bánh su, trong đó là có cái gì? Dạ là nhân kem. Nhân kem. Dạ ở trên thèm thèm quá. Đáng lẽ bữa nay tôi biết vậy tôi đặt order bánh tới ăn. Ở đây có nè, ở đây có là những hồi sinh năng quá. Dạ.
Làm gì mà ngồi quặn quặn quẹo quẹo cái tay dữ vậy? Hơi lạnh. Trời ơi, làm bánh mà cái món tay vậy sao nhào bột? Dạ không, tại mới gắn để mà đi chơi lễ gần đây ấy. À. Với lại làm bánh là mình có bao tay á chị. À. Dạ. Nhưng mà mình biết làm có một loại bánh này thôi hay mình còn làm những loại bánh nào khác nữa không? Dạ không, cái này là mình chuyên về su Singapore á chị. Dạ, cho nên thì mấy cái loại bánh bông lan thì cái đó thì niềm yêu thích của em chỉ làm tại nhà thôi. Những người thân quen thân thuộc thì mình mới làm tặng chứ cũng không có can đảm mà đem ra bán. Dễ thương quá ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là có gì nè? Dạ thì là em cũng khá là thân thiện, dạ dễ nói chuyện và dễ hòa hợp với mọi người ấy. Điểm trừ của em thì em cũng khá là rụt rè, với lại trong công việc thì cũng hơi cọc một xíu. Cũng cọc luôn. Tôi thích sự gọn gàng ngăn nắp ấy. À, vệ sinh đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa bài khó chịu lắm. Dạ. Nhưng mà năm nay em mới có 22 tuổi hả? 21 dạ, tuổi rồi hả? 22. 22 tuổi rồi, rồi lên đây rồi có bồ rồi chị nào mới cưới? Cái này thì mình cũng phải xem xét hai bạn nam bên kia như thế nào. Nhưng mà nhờ cái nguyện vọng của mình á, trước giờ á mình nghĩ suy nghĩ là bao nhiêu tuổi mình lên xa hoa được? Khoảng tuổi đẹp nhất em mong muốn là 25 tới 28. Ok, 3-5 năm nữa. Dạ, anh đợi nổi không? Trời, hai cô bé bên đó tôi thấy nhỏ nhắn xinh xắn không? Tôi thấy hai anh đây hơi cao to nha. Bự bự hả? Bự bự quá mà. Bự đẹp trai ngồi ở ghế màu đỏ. Mình thấy mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng. Và em có chơi thể thao, em tập gym. Em có một chút thú vui nữa là em chơi thủy sinh. Chơi thủy sinh là chơi gì cơ? Dạ là em trồng cây trong nước á chị. Nước hồ dạ. Bộ rồi đó. Dạ hồ non bộ á chị. Dạ. Em có chí cầu tiến với lại với lại em sống là người sống có tình cảm. Còn về điểm yếu của em á thì em là có tính hay quên, với lại một phần nữa là em trước đám đông hay giờ em hơi rụt rè. Chưa quen thì em rụt rè, còn nếu mà quen rồi thì em sẽ hoạt bát vui vẻ lắm. Không, nãy giờ chị thấy vẫn rất là hoạt bát vui vẻ. Dạ. Nhưng bình thường là trong công việc mình có hay tiếp xúc với nhiều người không? Có bạn nữ không? Dạ, thường thường em tiếp xúc team em toàn là nam không à. Vậy á hả, là coi như cái môi trường để mà mình vùng vẫy trong đó cũng hơi khó ha. Dạ. Cho nên vì vậy hôm nay mới có mặt tại chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Hy vọng là hôm nay chị cũng sẽ tìm được một người ghép đôi với em. Dạ, em cảm ơn chị. Tới chàng trai ngồi ghế màu xanh nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em á là em rất là hòa đồng, vui vẻ, em không có gia trưởng, đặc biệt là em rất là hiền, dường như là không có nóng giận luôn, ai cũng nói vậy á. Gả cho cô cọc bên bển được ha. Không có nóng giận luôn. Dạ, dường ai như là không có. Em quạo quọ, em không bực mình không gì dạ, luôn. Như là em giữ trong người thôi chứ không có bộc lộ ra. Ủa, em xả bằng cái đường nào? Tự xuống rồi chị. Hả? Sao dạ. Hay vậy? Dạ. À. Có hả? Có thiệt luôn hả? Lâu mới bị. Còn gì nữa không nè? Chứ em cũng là khá rành công nghệ. Thì có một người trong nhà mà rành công nghệ rất là đỡ chị. Đỡ lắm. Đúng rồi, chị rất là cần một người rành công nghệ nè để hỗ trợ nè. Chị mà rành công nghệ là coi như là sự nghiệp chị nó còn phát triển hơn. Tết điểm yếu đi ha. Điểm yếu. Dạ, điểm yếu em hơi lười. Lười là lười cái gì? Đó là lười thôi. Lười tắm. Lười tắm. Không có, cái đó không có. Không có. Ngủ hơi. À, mê ngủ. Mê ngủ được chút gì đó. Vậy là những lúc rảnh rỗi thì em thường làm gì? Bữa nay ta có chơi thể thao đồ thì em làm gì? Em nữa là không có rồi. Nhưng mà em thì em thích nghe nhạc xem phim như thế. Nghe nhạc xem phim. Em thì tính em nó cũng hơi chậm một chút. À. Tụ tập bạn bè nhậu nhẹt rồi thì vui chơi ăn uống gì không? À, đó là đúng điểm mạnh của em luôn. Em không có nhậu nhẹt hút thuốc. À, không có nhậu nhẹt hút thuốc chị. À, không nhậu nhẹt hút thuốc. Mạnh đó. Dạ. Vậy rồi gặp bạn bè là một vài lon. Một hai lon rồi thôi chứ. Được. Maximum đô được nhiêu? Một lon chị. Maximum đô được nhiêu? Một lon chị. Một hai. Vậy. Nâng chút. Một lon à? Dạ một lon thôi. Qua một lon là hai bb chị. Bb à? Lon hai quắc luôn. Dạ lon hai là không, làm dớ lon hai. Một lon à. Một lon quắc luôn. Dạ. Hai bạn trai của tôi nghe, bạn nào cũng rất là ngon lành. Cô gái ngồi ghế bò đỏ. Điểm mạnh của em là cũng khá hòa đồng và hoạt bát. Em có một cái khuyết điểm là chắc mọi người cũng sẽ có. Em nghĩ là như vậy. Trong công việc thì em khá là cầu toàn với lại khó tính. Mọi người đi làm, mọi người có một cái biệt danh đặt cho em á. Mọi người kêu em là chị cọc. Chị cọc. Trời, cọc là cái chị cọc luôn ha. Vậy là hay cọc hay quạo lắm hả cơ? Dạ. Giờ mình tìm hiểu thêm kỹ hơn một chút nha. Mình qua tình trường nha. Quay lại với bạn trai ghế đỏ của mình nè, Phan nè. Tình trường của em như thế nào hả Phan? Dạ thì em trải qua là 3 mối tình. Dạ, một mối tình là hồi cấp 3, đó là mối tình đầu của em, học sinh cho nên tình cảm nó cũng không chưa có được nhiều. Còn mối tình thứ hai là em quen lúc thời sinh viên. Dạ thì em có đi làm part time ở ngoài, em có quen một bạn 6 tháng, thấy được là cái chí hướng của hai đứa nó khác nhau cho nên tụi em cũng tan vỡ. Dạ, mối tình gần đây nhất là em quen 2 năm từ 2019 cho tới đầu 2021. Tụi em cũng gần nhà, cái tình cảm tụi em cũng đang kiểu như là nồng cháy. Thì tại vì cổ làm bên nail, tới thì em biết là cổ cực cho nên em tính là mua nước hay là mua bánh gì qua để mà bồi bổ cho cổ. Nhưng mà qua thì em thấy là cổ đang chuẩn bị đi với một người khác. Trời ơi bà tóc
Trời ơi bà. Rồi em có xuất hiện không? Em có lên tiếng không hay là em? Dạ thì lúc đó em về em cũng nói chuyện thì. Không là ngay cái lúc đó thấy là thôi đi về. Dạ đúng rồi, em đi về xong rồi em mới gọi hỏi thì cô nói là thấy thì cũng đã thấy rồi. Cô trả lời vậy luôn, coi như là cô xác nhận luôn. Dạ, thì coi như thôi tụi em chấm dứt, nói chung duyên tụi em hết rồi. 2 năm. Dạ. Một câu vậy thôi, thấy cũng đã thấy rồi là thôi chứ không giải thích, không không năn nỉ, không xin lỗi gì hết. Dạ. Sau đó có còn gặp nhau nữa không? Dạ không, em không có gặp nữa. Trước đó nó phải có cái dấu hiệu trước rồi em không có nhận để ra. Em không, em đi làm suốt, em cứ nghĩ là mình thật lòng với người ta thì người ta sẽ thật lòng với mình, em cứ nghĩ như vậy. Khó ha, đàn ông không có cái sự nhạy cảm, không có nhạy bén. Bây giờ em muốn tìm một cái người như thế nào Phan? Mỗi bạn gái em kiểu như thích thì có ngoại hình ưa nhìn. Dạ, với lại giỏi, dễ thương và cái lại biết quan tâm chia sẻ là được, chỉ nhiêu đó thôi chị. Nhiêu đó thôi. Dạ. Ngoại hình có yêu cầu gì không về bên ngoài? Dạ ngoại hình chỉ cần hợp nhãn là được. Dạ. Hợp nhãn nó bao la lắm em. Hợp nhãn. Biết cái nhãn em nó làm sao ạ? À? Em đeo 4 cái mắt lượng mà chiều 4 con mắt em thì không biết sao được nữa. Chiều cao như thế nào? Tóc dài, tóc đôi ngắn, mắt như thế nào? Tóc dài thước tha hoặc là đôi. Dạ cao khoảng trên 1m55 và tóc dài thì em sẽ thích dễ thương hơn. Thích dễ thương hơn. Dạ có tóc vín luôn. Dạ có tóc vín luôn. Tóc bím luôn hả? Hy vọng là hôm nay sẽ có một cái sự trùng khớp nào đó. Dạ. Thao, mình tâm sự với nhau về chuyện tình cảm của em chứ? Em mà là nữ nhưng mà em nhỉnh hơn bạn một xíu là từ cấp 3 đến giờ em trên 5 mối tình rồi. Mình bình thường thôi. Có 3 cái mối tình mà em nhớ nhất tạo cho em nhiều cái kinh nghiệm sau này hơn á. Kinh nghiệm mà trang chữ kinh nghiệm anh đổ mồ hôi quá. Sao nào, kinh nghiệm đầu tiên? Thì bạn đầu tiên thì em quen năm nhất đại. Đó là mối tình đầu? Không phải là mối tình đầu. Bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em. Thì em cũng quen được 2 năm. Nhưng mà tại vì bạn còn khá là nhỏ và bạn chưa có suy nghĩ được thấu đáo á, cho nên là em không có muốn quen nữa. Tại vì bạn đang không nghĩ cho mình mà mình lại nghĩ cho người ta nhiều quá. Đó là một kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì nữa nè? Dạ, một mối tình nữa là một mối tình đơn phương đến tận 1 năm rưỡi. Tình đơn phương 1 năm rưỡi. Cái người đã biết em yêu người đó không? Dạ, em có ngỏ lời nhưng mà bạn từ chối. Em tỏ tình sao mà bạn ta từ chối? Tại vì hai đứa cũng đi chơi với nhau khá là nhiều rồi, cũng có tìm hiểu với nhau. Em lại hay chủ động trong nhiều mối quan hệ, cho nên là em có ngỏ lời với bạn là thôi bây giờ mình đừng có như vậy nữa. Mình quen nhau đi. Nói trực tiếp hay là em nhắn tin hay em gọi điện? Dạ, gặp nhau trực tiếp đi chơi. Rồi bạn nó trả lời sao? Thì bạn nói là do công việc của bạn khá là nhiều cho nên là bạn muốn tập trung công việc hơn. 1 năm rưỡi này có một cái chuyện hơi khá là bất ngờ đối với em. Lúc mà hai đứa không liên lạc với nhau nữa thì em có vô tình thấy được nick Facebook của người yêu bạn quen được trên 1 năm rồi. Nên là em mới phát hiện ra được lý do là bạn đang đi chơi với mình mà bạn đã có người yêu rồi. Thì bởi vậy người ta mới từ chối em. Người ta nói là tập trung vô công việc. Thì công việc đó là công việc đi chơi với người yêu. Chị thấy là tại em thôi chứ người ta đâu có đâu chừng nào mà người ta quen với em á. Mà người ta đi bắt cá hai tay á thì người ta mới có lỗi là... Người ta từ chối em rồi mà tại em cứ tình nguyện đi với người ta thì... Mà tỏ tình một lần đó thôi hả? Cỡ được 2 lần. Hai lần vẫn từ chối cả hai. Nhưng mà đi thì vẫn đi. Bạn cứ vẫn muốn đi chơi với em thôi. Khi phát hiện cái đó thì kiểu như mình bị lợi dụng á. Nên là em tỉnh ra. Tỉnh ra. Hai kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm nào nữa nè? Kinh nghiệm đối với em là rút ra được trong mối quan hệ gần đây nhất là chỉ có 6 tháng thôi. Đừng dính tới những người quá tiêu cực, nó sẽ kéo mình đi xuống luôn. Đúng, cái này thì đồng ý. Bạn ấy tiêu cực lắm hả? Dạ, tại vì vô tình quen bạn trong thời gian mà bạn có giấy xác nhận đi nghĩa vụ quân sự. Em không có hứa hẹn gì hết, chỉ là anh đi thì anh cứ đi đi, em ở nhà em vẫn đi làm bình thường thôi, anh đừng có lo sợ gì hết. Nhưng mà bạn lại có một cái hứa hẹn với em là bạn đi ra bạn sẽ cưới em á, cho nên em cảm giác hơi bị nặng nề trong người. Ủa vậy đâu có gì đâu tiêu cực. Bạn đi nghĩa vụ quân sự nhưng mà em ở ngoài đây em tập trung đi làm, còn bạn ở trong đó bạn suy nghĩ là bạn không lo được cho em ở ngoài này. Anh phải suy nghĩ tiêu cực là em không tự lo được cho mình ngoài này. Rồi chia tay luôn rồi. Dạ, tại vì bạn suy nghĩ quá tiêu cực, với lại bạn có làm phiền em vào những lúc em làm việc quá, cho nên là em nói là thôi dừng đi. Tại vì em không có muốn phải suy nghĩ tiêu cực theo anh. Giờ mẫu người lý tưởng của em thế nào? Mẫu người lý tưởng của em hả? Bạn nam thì đương nhiên phải cao hơn em. Tại vì em bên cũng... bển người ta là khủng long. Phải có sự nghiệp để hai bên cùng đi làm để lo cho tương lai. Vậy thì em dự định là bao nhiêu lâu nữa em sẽ lên xe hoa? Năm nay em 24 thì có 27, 28. Cũng 3-4 năm nữa luôn hả? Tại vì em không có quan niệm cưới sớm. Cưới sớm nó sẽ có nhiều thứ lo hơn.
Thì em lại có quan niệm là mình lo trước cho mình đi, có đủ có dư đi rồi hả cưới. Bây giờ là mẫu của em là 3, 4 năm nữa là đẹp rồi. Cao hơn em nè. Dạ, tôn trọng nhau với nhớ dành thời gian riêng cho nhau. Tại vì công việc buổi tối của em là về dancer, nên là sợ một số bạn đang suy nghĩ gọi là dancer tụi em phải đi bán mặt ngoài đường buổi tối á, sợ bạn đi không làm hiểu. Đêm hôm đúng không? Dạ đúng rồi. Lát nữa mở cửa trái tim là em phải nhảy một bản cho anh coi nha. Mình phải thể hiện được đúng không? Quay lại với Nghĩa nha, tình trường của Nghĩa như thế nào nè? Dạ, trước đây thì em cũng có nhiều mối nhưng mà kiểu tìm hiểu thôi. Về sâu đậm thì chỉ có hai mối thôi. Cả hai mối đi một năm chị. Một là mối tình đầu, còn cấp 3, bạn đó thua em 1 tuổi. Em lúc đó lên đại học, còn bạn lên 12 thì lúc đó là sẽ không còn được gặp nhau nữa. Nên chia tay. Mối tình thứ hai là sau khi em ra trường được khoảng mấy tháng á. Lúc đó thì em cũng còn trẻ, em cũng chưa có suy nghĩ gì tương lai á, nên nhiều khi em bỏ bê bạn đó. Thời gian sau thì cũng chia tay. Sau thời gian đó thì em bắt đầu em thay đổi công việc, thì vô cái ngành này rồi thì không còn nữ nữa. Nên em đến tới giờ luôn. Vậy là cái mối tình sao mà kết thúc là cách đây bao lâu rồi? Cái mối gần nhất em là khoảng 3-4 năm á. Vậy là 3-4 năm nay không có người yêu? Đúng rồi. Cũng đẹp trai, phong độ rồi. Là nhiều khi là do yêu rồi nên là không muốn yêu nữa. Nó muốn sống sọc độc thân vậy đó chị. Trời đất ơi, nó vui vẻ rồi. Nhưng mà dân IT cũng rành Facebook, không lẽ bạn bè trên Facebook rồi không lẽ không chứ? Thì bạn bè vậy thôi. Một bạn nào? Dạ không có. Dạ không có. Sao tôi không tin là 24 tuổi mà trẻ đẹp vậy mà này 3-4 năm không có bạn gái, nghe nó hơi ngộ nha. Thiệt mà chị. Một phần em cũng nhát gái nữa. Một phần do môi trường. Nhát gái hả? Dạ, nhát gái. Sợ gái không? Dạ không có sợ nhưng mà nhát. Nhát thôi. Nhất là những lúc lần đầu mà làm quen á. Nhát mà có thích không? Có thích chứ. Sao thích mà còn suy nghĩ nữa vậy trời? Thích trai không? Không chị. Thích mẫu người bạn gái như thế nào nè? Em thích con gái dễ thương, hiền, tóc dài là một điểm cộng. Biết nấu ăn là thì càng tốt. Tuy ba em là đầu bếp á, nhưng mà em không biết nấu ăn. Ồ, ba em là đầu bếp hả? Dạ. Vậy bình thường ở nhà là hiện giờ vẫn là ba mẹ nấu cơm cho ăn hả? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? À, em cũng sợ con gái hơi dữ á chị. Tại em hiền quá, hiếp em. Hai người hiền hết nó cũng chán lắm. Vậy? Cũng phải có một người, phải có lên lâu lâu giật cân rồi chút mới vui chứ. À vậy hả? Em thích con gái mà nói nhiều một chút. Tại em là tiếp người mà thích nghe người ta nói hơn là được nói. Nên bạn gái nói nhiều gì chút hả? Chút. Trời em nghe thì càng tốt. Chứ em mà chậm mà nói chậm là xong luôn. Yên tâm đi, gái nào cũng nói nhiều hết trơn. Để anh và anh coi coi, trời ơi quá trời luôn. Nụ cười tỏa nắng quá chừng. Tâm sự những câu chuyện tình. Dạ thì trước giờ em cũng trải qua nhiều mối tình. Anh biết nhiều mà cỡ này chắc cũng phải nhiều. 20 không? Dạ không có đếm luôn á. Không có đếm luôn á. Không có đếm nổi luôn á. Cô nói không có đếm chứ cô không hề mà phản đối cái từ 20 nha. Thì đó, thiệt. Làm 20 đổ lại. Mối tình nào sâu đậm? Sâu đậm nhất dạ gần 5 năm. 5 năm. Dạ, đó là gần đây luôn. Cần nhiều tuổi? Dạ 22. Mà mối tình 5 năm mà tới gần 20 mối tình vậy là yêu hồi mấy tuổi? Dạ hồi cấp 2 rồi là mấy bạn cũng thích em á. Lúc đó mình cũng không có đặt tâm nhiều, mình cũng kiểu thì rung động thích. Nhưng mà cái mối tình 5 năm đó là từ mấy tuổi tới mấy tuổi? Dạ là từ hồi cấp 3 tới lên đại học. Cái mối tình đó là mối tình chính thức, đó là dài 5 năm đó, là trong cái 5 năm đó nhưng mà cũng xung quanh là cũng tùm lum la là tính vô chung luôn á, mới gần dưới 20 đúng không? Đúng rồi, lúc đó còn còn tí đó. Dạ thì kiểu cũng là rush qua rush lại. Đó. Tuổi trẻ tài cao nha. Trời ơi, tối nay tôi về tôi hỏi con tôi có mấy bao nhiêu mối tình rồi. Quang mang hả? Quang cái mối tình đó như thế nào? Tụi em chia tay với nhau á thì cũng là do xa mặt cách lòng. Thời gian dịch thì mọi thứ đều bị ngưng động rồi, giãn cách xã hội thì đã không gặp nhau rồi. Khi mà gỡ giãn cách ra ấy, mọi người cũng hoạt động bình thường trở lại, nhưng mà bạn đó lại lấy lý do là gia đình không cho đi ra ngoài đường vì sợ có người già trẻ em ở nhỏ ấy. Lấy lý do đó là không đi chơi hoặc là không qua gặp em được. Một phần là em cảm thấy bạn đó không quan không tâm em nhiều đó. Nhiều lúc mà em cần bạn đó thì bạn đó không có xuất hiện. Chịu nhiều khi tại do dịch thiệt năm. Mà em. Dạ đúng rồi, là trước đó là cũng có nhưng mà em chịu đựng và bỏ qua ấy. Mình cũng đặt tâm nhiều quá cho nên là mình cũng thôi bỏ qua cho người ta. Mà mong người ta cũng thay đổi vì mình. Nhưng mà thì sau đó cũng sự việc lặp đi lặp lại. Thì em cảm thấy mình không có được quý trọng nhiều quá, mọi việc xung quanh bạn đó đều đặt trên em. Em mới quyết định dừng lại, nhưng mà người dừng lại đầu tiên là bạn đó mở lời với em. À. Bạn đó nói là không còn tình cảm như trước nữa. Và mục tiêu ngày hôm nay em tới chương trình? Dạ cũng muốn tìm được một người thấu hiểu cho mình, biết quan tâm chiều chuộng em. Tại em cũng khá là nhõng nhẽo ý. Nhõng nhẽo hả? Dạ. Mẫu người đàn ông của em như thế nào? Em thích nam là phải cao hơn em. Cao hơn em, trời dạ. ơi. Đô đô xíu cũng được. Rất là đô luôn.
Dạ, nam tính này, biết chiều chuộng, quan tâm và thấu hiểu cho em. Một chàng trai ấm áp là một điều tuyệt vời. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Dạ, đừng có bày hày lôi thôi quá. Lời lời đâu đúng không? Lời lời đâu né né ra nha. Dạ, hỏi thêm ngoài lề nha. Dạ. Ví dụ như là em được cầu hôn á, thì em hãy tưởng tượng cái cuộc cầu hôn nó như thế nào. Dạ, không cần phải quá lãng mạn đâu. Không quá lãng mạn đâu. Dạ, chỉ cần đầy đủ ý là được. Đủ ý là sao? Bối cảnh, cho anh cái bối cảnh đây. Em thích biển. Ở ngoài biển, sóng dạt dào như thế nào nữa? Sóng dạt dào, gió hiu hiu, bạn nam tỏ tình rồi. Bạn nam bạn bộ đồ gì nè, bạn bộ đồ gì? Lịch sự xíu, không cần phải là vest và sơ mi đồ đàng hoàng. Sơ mi trắng rồi, hay bye bye rồi. Dạ đúng rồi. Rồi, sẽ làm gì nữa? Ngỏ lời với em. Ngỏ lời. Quỳ xuống. Xuống. Dạ. Nắm tay em rồi nói là được rồi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Hứa với em một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. You may give me. Hai chàng trai bên đây đang căng dữ lắm. Nghe người ta tưởng tượng bãi biển cầu hôn mà mặt căng hết sức căng quá. Đến những người thân đi. Hai em gái phía dưới trước nha. Em gái em đi với ai? Dạ chào mọi người, em đi với bạn Nhi ạ. Dạ. Theo em thì hai chàng trai ngồi trên đây, có chàng trai nào sẽ có thể phù hợp với bạn Nhi không? Cá nhân riêng của em thì em cảm thấy được hai người đều phù hợp. Nhưng mà sẽ nghi là bạn ghế đỏ. Đỏ nhiều ghế đỏ hơn. Tại vì em nghĩ là bạn Phan sẽ có sự chu toàn với bạn Nhi nhiều hơn. Dạ, mà sao kiểu hai người nó cũng có xem có một cái ý tưởng á chị, cái đi chung với nhau được á. Cá nhân em nghĩ vậy thôi, còn rồi. Cái này còn phải tùy thuộc vào bạn Nhi nữa khi đúng mà rồi, mở cửa rồi, ra thì ngoài mình nhìn vô mình nhận xét vậy thôi. Dạ. Nhi là người như thế nào? Dạ giống như bạn nói hồi nãy là rất cọc. Chị cọc luôn á hả? Rất cọc thiệt luôn hả? Dạ chỉ cọc trong công việc thôi. Ví dụ như là bên team của em mà team nhảy thì tụi em sẽ có những cái lúc mà đi và chuẩn bị không có kịp đủ đồ á và mọi người sẽ hay bị rối thì Nhi sẽ là người giúp tụi em để mà mọi chuyện đó ổn thỏa hơn. Mà trong khi đó thì có những lúc mình sẽ cọc lên một xíu á. Là bắn cọc là bắn làm gì? Bắn nạt nộ la mắng hay là? Dạ không, mọi người hay gọi em là mèo. Dạ, ví dụ nha là mèo giúp em này nha. Đó chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái thái độ cái mặt nó hơi căng căng á phải không? Hơi gắt gắt á phải không? Hơi căng nhẹ thôi ạ. À. Có khi nào cọc lên là bay đá sừng phi được không? À, dạ không. Dạ không, không có đâu, không có. Cảm ơn em nha. Tới bạn gái bên kia. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Theo cá nhân em khi mà nhìn hai bạn nam á, nếu mà gọi là giống như là phù hợp thì cả hai bạn đều hợp, nhưng mà kiểu để hợp tuổi này, hợp hơn nữa thì em nghĩ là bạn em nên hướng về bạn màu đỏ hơn xíu. Có hợp tuổi nào? Dạ đúng rồi. Bây giờ bạn em là ở độ tuổi 22 thì giống em là kiểu là cũng là tuổi trẻ, cũng đang ở độ tuổi trưởng thành, nhưng mà kiểu bạn nam bên ghế màu xanh thì tuổi bạn là 28 á, bạn hơi kiểu bạn hơi trầm á, mà bạn em lại trầm nữa, nên em nghĩ là bạn áo đỏ sẽ phù hợp với bạn em hơn. Riêng cá nhân em là vậy, nhưng mà em vẫn muốn là bạn em có chính kiến và nhìn hơn á. Chị tưởng nam nó tuổi là tuổi con gì đồ chứ. Coi như là hai bạn ở dưới chấm rồi anh màu đỏ, còn hai bạn trên đây biết sao lát nữa nha. Rồi, bây giờ tới bên kia hai chàng trai. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt và tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay. Em tên là Thịnh, em bạn của anh Nghĩa ngồi ghế màu xanh. Hai bạn nữ đây thì rất xinh, thì nói chung là hai bạn đều có một nụ cười ấm áp và anh Nghĩa cũng sẽ rất là thích. Theo cái góc nhìn của em thôi thì em sẽ nghĩ là bạn Sang ngồi ghế màu xanh sẽ phù hợp với anh Nghĩa hơn. Hồi nãy bạn Sang có nói là thích một người chiều chuộng mình, thì em nghĩ cái tiêu chí này anh Nghĩa có rất nhiều, tại vì em chỉ là gọi là đồng nghiệp với anh Nghĩa, bạn bè thôi, mà nhiều khi kêu anh Nghĩa làm này gì kia anh Nghĩa đều bạn bè chiều. Là bạn bè mình đã chiều chuộng rồi, đừng nói người yêu. Dạ, yêu là rồi. Chiều chuộng okay. Ok, cảm ơn em. Xin chào. Em là Khánh, đồng nghiệp của anh Nghĩa. Em thấy hai bạn nữ rất là xinh đẹp và dễ thương, còn việc còn lại lựa chọn là do anh Nghĩa lựa chọn theo con tim của mình thôi. Hai bạn đều là theo Nghĩa hết trơn. Bữa nay là luôn. Phan không có ai đi theo hả? Em đi một mình. Đi một mình hả? Người ta đi một mình mà nãy giờ là ở dưới người thân của hai cô là đều chọn hết đó. Căng căng á. Căng căng á. Chờ đợi gì nữa? Mở cửa trái tim. Tên ta lên tên. Bà lem. Phải tặng cảm hoa mình. Liền. Chúc em lúc nào có xinh đẹp như những đóa hoa này ha. Dạ cảm ơn anh. Là khoan khoan, nơi này tặng cái gì mà... Dạ cái đó là cái nến thơm á, mỗi lần mà bạn bị stress hay là gì đó thì bạn có thể đốt nến lên. Cái này em chỉ vô tình chuẩn bị thiếu một phần thôi, em rất là xin lỗi anh. Cái này em gửi anh. Cảm ơn em. Dạ cái này là bánh em cũng tự trang trí ấy, thì mong anh cũng sẽ thích.
Anh cảm ơn em ha. Thương quá à. Dạ. Bánh em tự trang trí luôn hả? Trang trí. Ủa, có viết chữ gì lên cho anh vậy? Bánh sâu Singapore. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ủa vậy anh? Ủa vậy rồi làm sao dám ăn? Đẹp quá em không có nỡ ăn. Đẹp quá không có nỡ ăn. Bánh này để được mấy ngày cưng? Dạ mình để được 6 ngày á. 6 ngày 6 cái đó. Hồi nãy hứa cái vụ thể hiện. Bây giờ thể hiện liền đó. Thể hiện liền luôn đi. Trợ lý nhắm nhảy ra đó. Khá lâu rồi em lui về sân khấu support cho mấy chị nên là cũng lâu rồi không nhảy. Duyên dáng với bộ cảm xúc của hai anh như thế nào nè? Phan nói trước đi nè. Dạ em thấy có tí cảm xúc. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất, anh đã trao nụ cười. Wow. Ôi. Nghĩa thì cảm xúc như thế nào khi mà cửa trái tim này mở ra nhìn hai cô gái của chương trình? Trời, thì đầu tiên con mới nói là hai bạn đều xinh, rất là xinh luôn. Nghe là thấy loạn nhịp rồi. Loạn nhịp rồi? Dạ, dạ. Xác định được loạn ở đâu chưa? Chưa. Có là chính loạn tâm linh rồi đó. Không biết là đâu đó chị. Còn hai em gái cảm xúc như thế nào khi mà nhìn thấy hai chàng trai của chị? Khi thấy hai bạn nam thì em cũng có một xíu rung động. À, những tín hiệu rất mừng ha. Em? Dạ thì cũng có chút xíu. Vậy là ngày hôm nay ai cũng xíu xíu và bốn cái xíu cộng lại thành cái bự. Bây giờ hai cô gái tôi biểu diễn rồi và hai chàng trai chưa. Hả? Hồi nãy là đây là phần nhảy thôi, bây giờ là phần hát nè. Mời anh em nghe ra. Thiên hạ đồn là tiếng hát cũng lãnh lót lắm á. Dạ vậy mong mọi người đừng chê em nha. Bài nụ cười 18 đô 10. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10, những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước, sóng gió xa qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời. Còn nhớ mong dáng đôi mươi, nhà nụ cười xuân thời. Wow, dễ thương. Bây giờ hai chàng trai. Dạ, chắc em xin hát tặng lại mấy hai bạn nữ. Rồi, dạ, với chương trình. Trong nhạc của em thì nó hơi cổ xíu, nó là bolero. Ok. Dạ, cho nên em xin hát một khúc của bài Thao thức vì em. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dã từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Yeah. Wow, quá ngọt ngào. Sao cưng? Giờ mình hát làm gì chân là mình thua đó. Về ca hát á, thì nó chưa bao giờ là điểm mạnh của em á chị. À, vậy em có điểm gì mạnh? Nhưng mà hôm nay em đại khai sắc giới được không? Được, đại khai sắc giới luôn ghê quá. Làm gì chị? Đại khai sắc giới luôn. Rồi, chết. Chờ luôn. Lần đầu tiên thấy em, chỉ muốn đến thật gần ghé chào em thôi, mang niềm vui cười lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay, anh không tin ngón tay từ em yêu lại vuốt ve níu đôi bàn tay anh. Wow. Dễ, tao nói hay không bằng hên chứ bộ. Hên dễ thương. Đó, quan trọng là cái gì là thần thái. Yeah. Đúng không? Yeah. Rồi bây giờ các bạn hãy chia sẻ nhau một chút xíu về cái chuyện hẹn hò đi. Các chàng trai chủ động trước đi. Cho em xin hỏi hai bạn nữ là hai bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Đối với em thì em cũng không đòi hỏi nhiều á. Chỉ cần hai người hiểu nhau, thấu hiểu, chia sẻ với nhau này. Công việc thì ra công việc, thời gian dành cho nhau là thời gian dành cho nhau. Chứ đừng có mà lẫn lộn với nhau ấy. Con người em thì cũng là không có mạnh mẽ gì cho lắm, nên là cũng cần một người bảo vệ nếu mà hai anh đáp ứng được. Yeah. Oh yeah. Riêng đối với em thì cũng gần giống với bạn Sang. Công việc thì công việc, chỉ là thời gian cuối tuần hay là những ngày rảnh thì mình dành cho nhau. Đã dành cho nhau rồi thì anh đừng có lôi công việc vào trong.
Không bị nhọc nhằn giữa công việc và tình yêu hả? Hai anh có suy nghĩ như thế nào về một bạn nữ có xăm mình và đôi khi công việc bị cuốn nhiều quá? Quan điểm của anh thì anh thấy cái việc mà xăm hay không á thì bây giờ nó không quan trọng nữa, quan trọng là cái tính cách của người con gái đó thôi. Vấn đề mà công việc cuốn á nhiều quá thì đôi khi ví dụ em đi công việc hay gì đó thì em nói với anh là em nay em có công việc bận thì anh sẽ không có kiểu như nhắn tin hay gì đó sẽ làm phiền em, thì có gì nói với anh một tiếng thôi. Em thì em ngược lại với bạn Phạm này chút. Quan điểm của em là em không có thành kiến với người xăm mình, nhưng mà em không thích bạn gái em có xăm hình xăm. Dạ, kiểu ông trời kiểu truyền thống vậy thôi. Thích con gái truyền thống. Nhưng mà em nghĩ sao nếu mà bạn gái có đam mê bị cuốn theo cái công việc của mình quá? Cái này thì cái này mình phải chia sẻ lẫn nhau thôi, mình phải hiểu cho nhau chứ. Tại vì công việc thì ai cũng có. Cái chuyện mà người này bận rồi thấy người kia cũng bận theo, hoặc là người kia lại rảnh nghĩ người này bận không có quan tâm với mình á. Nói chung yêu nhau là phải tự sắp xếp. Phải có rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi em muốn hỏi gì hai cổ không? Thì em muốn hỏi hai bạn nữ là người là ông làm những cái việc gì khiến bạn cảm thấy chán. Em mà hỏi bằng Nhi trước đi ha. Một người làm cho em chán có nghĩa là khi mà bạn bị quan tâm thái quá em sẽ bị chán, hoặc là bạn không hiểu cho công việc của em. Em là dancer và trợ lý của nhóm, nên là những cái việc mà anh đang gắt gao với em về việc em đi quá khuya hay là đi phía ngoài quá nhiều á, anh bị gắt cái đó thì em sẽ bị chán và em sẽ không có quan tâm tới anh nữa. Đối với em thì chắc là một người tiêu cực ấy. Em thích những người vui tính, những người mà sến sến, giống như nói những câu mà ngôn tình thái quá ấy. Thà giống như mình hành động nhưng mà mình ít nói thì em cảm nhận được điều đó là nên hơn là chỉ nói thôi. Dạ, em không biết là hai anh có chơi game hay không ạ? Anh thì không có chơi game. Thời gian rảnh của anh thì anh sẽ đi học thêm để mà mình trau dồi thêm cái nghề nghiệp của mình thôi. Sao, em có chơi game không? Dạ, còn em thì hồi trước em chơi dữ lắm, giờ bỏ rồi, đỡ rồi. Đỡ rồi. Hồi trước là hôm qua hả? Dạ, mấy năm trước rồi. Rồi sao em hỏi câu đó làm chi? Dân IT không mà em hỏi có chơi game hay không? Là em tính rủ chơi chung hay là em không thích mấy người chơi game? Luôn thiệt. Dạ không, tại vì những bạn nam chơi game thường hay bị hướng theo cái nghiện game ấy, bỏ bê bạn gái. Dạ đúng rồi. Là em không thích đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà khoảng thời gian nhỏ giống như giải trí thư giãn thì có chừng mực thì ok ạ. Ba bỏ rồi, cái đó là chuyện quá khứ thôi. Bây giờ vậy nè, thời gian không có nhiều đâu. Bạn, em có hỏi gì không? Em không thích người đàn ông mà hút thuốc nhiều ấy. Biết hai anh có không ạ? Hai anh có không? Dạ không, em tập gym em không có hút thuốc, không tập có gym, nhậu. Không hút thuốc. Dạ em không hút không thuốc. Không hút thuốc, lon là xỉn. Có anh là cái gì cũng có luôn nè. Người ta không ai hỏi anh luôn á. Dạ không ạ. Không, bây giờ cho chắc thằng trai qua nắm tay các cô gái một chút rồi nói chuyện cái cảm xúc chút xíu. Ghế xanh trước đi ha. Mời ghế xanh đi. Cơ hội không có nhiều đâu. Sao ta anh lạnh quá vậy? Hai rút em. Anh hiện tại là anh cũng 28 rồi. Thì anh muốn trong khoảng 30 á thì anh có thể sẽ kết hôn. Em còn khá trẻ nhưng mà anh mong muốn á là em cũng có thể hoàn thành giấc mơ của anh. Dạ nhưng mà em hỏi một câu nha, tại vì em cũng có một hai hình xăm nhỏ thì em không biết là anh suy nghĩ sao khi mà biết điều này. Hình xăm nó như thế nào ha? Nếu mà hình xăm nhỏ nhỏ thì chắc cũng không sao, tại nhà anh cũng có người xăm mà. Dạ kiểu mini thôi. Không mini sao đâu. Dạ thì nếu vậy thì mình cứ tìm hiểu cho okay. Nhau cơ hội. Cảm ơn em ha. Dạ cảm ơn anh. Rồi rồi, cảm ơn em. Wow, là nắm đúng sao? Tay một người thôi đúng không anh? Dạ. Mời anh có quyền nắm tay hai bạn. Dạ. Luôn. Đây là một chương trình em nghĩ là một cái duyên, thì anh mong là sau cái chương trình này mình có cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em. Cái cảm giác của anh đầu tiên khi mà anh mở cửa ra thì anh thấy hai bạn đều xinh. Anh thì anh là tim thèm ngọt nha. Cho nên anh hy vọng là sau một chương trình này mình sẽ có duyên để mình tìm hiểu cho nhau một cơ hội. Dạ. Cảm ơn em. Em cũng nghĩ vậy. Cảm ơn anh. Đó. Mọi thứ khó nói lắm quý vị à. Chưa đến cái khoảnh khắc quyết định mình cũng chưa biết là thấy trái tim nào loạn với trái tim nào. Ở đây em đang dẹp thính ở đây quá trời. Bây giờ ra thính. Bây giờ hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Bây giờ đến thời khắc quyết định nha. Ở bên hông cái chiếc ghế của các bạn á, có hai cái nút bấm. Một cái nút màu đỏ, một cái nút màu xanh. Bây giờ các bạn đặt tay vào nút bấm đó đi. Mình thích cái ghế màu nào thì mình bấm cái nút màu đó. Mời tất cả các bạn hãy hướng mắt ra phía trước của mình và nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5
Và em nghĩ sao nếu mà bạn gái có cái đam mê bị cuốn theo cái công việc của mình quá? Cái này mình phải chia sẻ lẫn nhau thôi, mình phải hiểu cho nhau chứ, tại vì công việc thì ai cũng có. Đối với em thì em cũng không đòi hỏi nhiều á, chỉ cần hai người hiểu nhau, thấu hiểu, chia sẻ với nhau nè. Công việc thì ra công việc, thời gian dành cho nhau là thời gian dành cho nhau. 4. Công việc cuốn á, nhiều quá thì đôi khi ví dụ em đi công việc hay gì đó thì em nói với anh là em có công việc bận, thì có gì nói với anh trước một tiếng thôi. Riêng đối với em thì cũng gần giống với bạn Sang, công việc thì công việc, đã dành cho nhau rồi thì anh đừng có lôi công việc vào trong. 3. Hai. Một. Bấm. Hết thời gian. Đây nè. Chéo. Được một cặp. Tôi chưa thấy gì luôn á. Đây nè, đây là màu đỏ, còn đây màu xanh. Bị chéo. Bây giờ tôi hỏi cái anh này trước, sao anh không chọn ai vậy? Dạ, em thấy hai bạn nữ đều rất là dễ thương, cũng rất là hợp ý, nhưng mà hai bạn còn trẻ quá. Em cũng muốn là kế hoạch của em là 2 năm nữa kết hôn, thì có vẻ hai bạn nữ còn trẻ quá. Chưa muốn kết hôn, đúng không? Dạ, đúng rồi. Với lại cái vụ hình xăm cũng hơi lận sận nữa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, biết mà. Quan điểm của em là em không có thành kiến với người xăm mình, nhưng mà em không thích bạn gái em có xăm hình xăm, kiểu chơi kiểu truyền thống vậy thôi. Thích con gái truyền thống. Nhi. Dạ. Yeah. Cảm xúc em như thế nào? Coi như là duyên chưa tới thì... chưa tới. Mấy bạn trai cảm nhận là em còn đam mê công việc nhiều quá nên mấy bạn nó cũng rất là ngại. Nhưng mà không sao hết, cũng có người ta chạm được cảm xúc của mình, người ta hiểu được mình ha. Rồi, hy vọng là các bạn hôm nay mà chưa tìm được một nửa yêu thương thì sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương trong cái thời gian sắp tới. Mời cặp đôi thành công chúng ta. Rồi, đứng dậy coi. Sao mà tôi ghép cho được cùng màu bấm khác màu vậy? Hỏi cô gái này trước nè. Tại tính của em cũng khá nhút nhát rụt rè ấy, mà anh đây thì sôi nổi vui tính hơn. Em nghĩ là sẽ bù trừ được cho em. Nhưng mà hồi nãy chị thấy là em cũng hứa với anh bên đây là chúng ta sẽ tìm hiểu rồi. Sao tự nhiên qua bên đây ông này cũng rải cái tính gì mà dính luôn vậy? Dạ, chắc là dính tính. Còn anh này, khi mà mở màn ra thì em bị ấn tượng bởi bạn này. Tại vì bạn có cái nét hiền, dễ thương. Dạ, thì em thấy là em rung động nhiều hơn. Với lại em thấy cái bánh của bạn, em thích ngọt, thèm ngọt. Ủa, bạn kia cũng tặng bánh cho em vậy? Lý do thiệt bụng coi. Dạ, em thích bạn gái kiểu giống bạn nữ này. Nắm tay nhau nè. Đó. Xin phép là mình hôn bạn gái, cái làm kỷ niệm nè. Được hôn bạn một. Sao cái gì? Sao cái gì? Cho người ta hôn đi. Dễ thương. Xin gửi tặng cho các bạn tham gia chương trình mỗi bạn một phần sản phẩm. Đây là nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình mình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho các bạn nha. Cảm ơn. Em cảm ơn. Đây, tặng cho em. Và kính thưa quý vị, cặp đôi mà đã bấm nút thành công thì chương trình sẽ gửi tặng cho hai bạn một phần quà nho nhỏ, đó là một gói premium của ứng dụng hẹn hò Speed Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới, với cái tính năng nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Đối với cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà là gói premium của ứng dụng mang tên Speed Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện sẽ ra mắt trong dịp Valentine. Chúc cho các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì cũng sẽ có được sự tư vấn từ ông mai bà mối rất là duyên dáng nha các bạn nha. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện để mà tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên YouTube MCV Media. Chúng ta có thể đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký chương trình tham gia một cách sớm nhất. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.